Chào các bạn, trong video lần trước thì chúng ta đã so sánh về thiết kế giữa Galaxy S7 và S6. Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy tiếp tục với bộ đôi còn lại là Galaxy S7S và S6S. Chúng ta hãy xem là Galaxy S7S nó sẽ có những cái cải tiến nào, những cái điểm khác biệt nào so với lại người tiền nhiệm. Và những cái cải tiến này thì không biết là liệu nó có giống với lại S7 so với S6 hay là nó còn những cái điểm nổi bật hơn nữa nhé. Đầu tiên thì về mặt kích thước, nếu mà S7 so với S6 thì không có xê dịch nhiều, thì giữa Galaxy S7S và S6S thì chúng ta lại thấy một cái sự khác biệt rất là lớn. Bởi vì một bên là màn hình 5.5 inch, còn một bên là 5.1 inch, cho nên là cái kích thước của S7S nó sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều so với lại S6S. Và chính vì vậy rất nhiều người cho rằng với cái màn hình tầm giữa 5.5 inch như thế này thì rất có thể là Samsung họ sẽ bỏ qua cái S7S Plus. Và mặc dù là có cái kích thước lẫn trọng lượng nhỉnh hơn khá là nhiều so với lại S6S, nhỉnh hơn tới khoảng 20 gram gì đấy, nhưng mà chiếc Galaxy S7S này cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm lại thoải mái và tốt hơn nhiều so với lại S6S. Thứ nhất đó là bởi vì cái mặt lưng phía sau thì cái mặt lưng của Galaxy S7S đã được Samsung vát cong về hai cạnh. Mặc dù nó không cong nhiều như là S7 hay là Note 5, nhưng mà nó vẫn cho chúng ta cái cảm giác cầm rất là thoải mái. Ngoài ra thì có một cái chi tiết nữa mà mình nhắc đến rất là nhiều trong những cái video gần đây, đó là cái vị trí tiếp xúc giữa cái mặt kính cùng với khuôn viền kim loại. Ở S7S thì nhìn ở mặt lưng các bạn sẽ thấy là cái phần viền mà chúng ta nhìn thấy theo hướng nhìn thẳng như thế này thì nó rất là bé, mỏng, nhỏ xíu luôn. Trong khi đó thì ở S6S khi mà nhìn thẳng vào chúng ta sẽ thấy một cái phần viền gọi là nó đưa ra to hơn khá là nhiều so với lại S7S, sờ ngang là thấy cứng liền. Đấy, chính vì những cái đặc điểm vừa rồi cho nên là mặc dù có cái kích thước này lẫn cái trọng lượng nhỉnh hơn với lại S6S, nhưng mà cái cảm giác cầm nắm của S7S mang lại tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo thì ở phần mặt lưng này chúng ta sẽ thấy thêm một cái khác biệt, đó là camera. Camera của S7S thì nó đã ít lồi hơn rất nhiều. Trong khi đó thì ở Galaxy S6S chúng ta có hẳn một cái nấm, một cái cục U lên luôn. Có thể nói là giống như một số bạn đã comment thì bởi vì Galaxy S7S lẫn S7 này nó dày hơn so với lại thế hệ tiền nhiệm, cho nên là cái camera của nó ít lồi hơn cũng không có gì là lạ cả. Mặc dù nó dày hơn nhưng mà nó không hề mang đến cho chúng ta bất kỳ cái khó khăn nào, cho nên là mình nghĩ là cái điểm dày hơn để cho camera ít lồi vẫn là một cái điểm đáng khen của Samsung mà thôi. Tiếp đến thì cái camera và cụm đèn flash này có một cái điểm cộng quen thuộc nữa mà mình đã nhắc đến, nhưng mà có lẽ là ở lần này thì ở cái phiên bản màu này các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn rất là nhiều. Ở S6S thì chúng ta là màu xanh đen, còn S7S là màu đen nhé. Cái đường viền màu bạc sáng xung quanh camera và đèn flash nhìn bình thường thì chúng ta sẽ cho rằng nó rất là nổi bật, nhưng mà kết hợp với cái camera lồi thì nó lại làm nổi bật cái lồi lên quá. Trong khi đó thì ở Galaxy S7S thì lần này Samsung họ đã làm đồng bộ về màu sắc luôn, có cái cảm giác giống như là không lồi. Bây giờ thì nói đến cái phần khuôn viền đi, giống như lúc nãy mình nói với các bạn thì bởi vì Galaxy S7S mặc dù nó dày hơn nhưng mà nó có phần mặt lưng nó hơi vát cong hai cái cạnh, cho nên là cái phần khuôn viền này khi mà chúng ta nhìn từ cái cạnh bên thì nó lại xem với nhau. Chỉ khi mà các bạn nhìn ở dưới cái cạnh dưới này á thì chúng ta sẽ thấy là Galaxy S7S nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Trên Galaxy S6S thì phiên bản màu xanh đen này các bạn có thể thấy rõ cái đường viền màu bạc chạy xung quanh thân máy, thì trên Galaxy S7S hầu như là họ đã loại bỏ cái đường viền đó luôn rồi, và kể cả cái đường viền xung quanh các cái phím bấm như là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng thì cũng đã được Samsung lược bỏ luôn, và họ làm đồng bộ màu sắc cái phím bấm cũng như là khuôn viền với màu sắc của tổng thể máy, và đây cũng là một cái điểm giúp cho máy trở nên gọn gàng hơn. Về cách sắp xếp các phím bấm và các cái cổng kết nối thì không có thay đổi nhiều, cạnh phải thì chúng ta vẫn sẽ có vị trí của phím nguồn, cạnh trên thì chúng ta sẽ có vị trí của micro này, khe sim này, mà hình như là khe sim đợt này quay ngược trở lại. Và cái điểm đặc biệt hơn của cái khe sim này đó chính là khe sim này cũng là vị trí của khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Tiếp đến thì có một cái điểm khác biệt trên cạnh trên tương tự như là ở giữa S7 và S6, đó là cái cổng hồng ngoại. Trên Galaxy S7S thì nó đã được lược bỏ. Có một số bạn comment rằng nó bỏ nhưng mà nó vẫn giữ lại bla bla bla, nhưng mà đại khái là ý của mình là ở đây mình đang so về thiết kế. Rõ ràng trên Galaxy S7S nó không có cổng hồng ngoại, còn cái phần tính năng đó thì chúng ta sẽ bàn sau khi mà có phiên bản chính thức. Hiện tại phiên bản này thì mình chỉ so được về thiết kế thôi. Ở cạnh trái thì chúng ta sẽ có cái vị trí của phím tăng giảm âm lượng. Tuy nhiên thì có một cái điểm mình chưa thích lắm, đó là Samsung họ vẫn chưa làm những cái phím bấm này nó ngay giữa cái phần cạnh viền mà nó vẫn hơi bị lệch. Cuối cùng ở cạnh dưới thì chúng ta vẫn có vị trí của jack cắm tai nghe này, loa ngoài này, micro này và cổng kết nối micro USB. Có một cái điểm cộng nhìn cho cạnh dưới này, đó là mặc dù họ sắp xếp nó cũng chưa, mình cảm giác là nó cũng chưa thật sự thẳng thớm lắm đâu, nhưng mà nó cũng đã đỡ hơn rất là nhiều so với lại thế hệ tiền nhiệm nhảy lên nhảy xuống như đang nhảy hip hop. Cái kính mà Samsung họ sử dụng trên Galaxy S7S mặc dù vẫn là cái loại kính cường lực cũ, nhưng mà lần này là kính 3D, thì thay vì cái thế hệ tiền nhiệm giống như là một cái tấm kính để phản chiếu vào và chúng ta nhìn không thấy thêm cái đặc biệt gì hết, nhưng mà ở Galaxy S7S thì ngoài việc là tấm kính phản chiếu lại thì ở trên đây các bạn có thể thấy những cái đường ống ánh ở trên cái mặt kính này.
Nói chung là không biết là các bạn có nhìn thấy qua camera hay không, nhưng mà chắc chắn là khi các bạn cầm tay trực tiếp thì các bạn sẽ nhìn thấy nó. Nó làm cho chiếc máy của chúng ta trở nên bóng bẩy hơn, hút mắt hơn. Tuy nhiên thì nó vẫn bán vân tay tốt như là đàn anh của mình mà thôi. Bây giờ mới nói về cái mặt trước này. Như nhiều bạn đã nói thì cái dòng S này như là một đứa con cưng của Samsung vậy. Bởi vì được Samsung rất là chăm chút về thiết kế và nổi bật với cái mặt kính cong tràn hai cạnh viền, rất là sexy và quyến rũ. À không, quyến rũ là sexy rồi đấy. Đại khái là nhìn nó rất là nóng bỏng luôn nè. Bởi vì cái nào mà trước nó cứ cong cong tròn tròn là nhìn thấy thích rồi. Ở cái phần cong qua này thì chúng ta có thể nhìn thấy được là trên Galaxy S7s cái phần viền này Samsung họ đã làm mỏng hơn so với lại S6s. Kết hợp với cái mặt kính 3D và cái việc làm tốt cái điểm tiếp xúc giữa mặt kính và khung kim loại thì trên Galaxy S7s nó mang đến cho chúng ta cái cảm giác đẹp hơn, bóng bẩy hơn rất là nhiều và thu hút hơn rất nhiều so với lại S6s. Và để dễ phân biệt nhất thì khi các bạn nhìn từ cái cạnh dưới này lên thì chúng ta vẫn thấy được cái lớp kính nhô lên của Galaxy S7s. Nhưng mà còn ở Galaxy S6s thì chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức kim loại mà thôi, các bạn chỉ nhìn thấy cái đường viền kim loại mà thôi. Loa thoại này thì ở cái phiên bản màu xanh đen này các bạn có thể thấy rõ luôn là cái phần loa màu bạc. Và cái điểm này thì bị chê rất là nhiều, trên một chiếc máy cao cấp mà lại xuất hiện một cái loa như thế này thì đúng là điều khó chấp nhận được. Nhưng mà ở Galaxy S7s vẫn là cái loa đó, nhưng mà Samsung họ đã làm đồng bộ về màu sắc. Tiếp đến thì cái phím home này thì cái đường viền bao bên ngoài cũng không còn là đường viền màu bạc nữa mà nó được làm cùng màu với lại màu sắc của máy luôn. Ngoài ra thì lần này mình có để ý thêm một cái điểm nhỏ nữa, đó là hai chiếc máy của chúng ta ở đây đều là phiên bản màu tối hết, xanh đen và đen. Tuy nhiên thì hai cái phím cảm ứng ở Galaxy S6s khi mà nó không sáng đèn ấy thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được kiểu như là nó màu trắng trắng. Trong khi đó thì ở Galaxy S7s khi mà không sáng đèn thì rất khó để các bạn nhìn thấy cái màu này, giống như là họ làm cùng màu với lại màu sắc của máy luôn, mình thấy đen đen xám xám gì đấy. À đúng rồi, còn cái chi tiết thay đổi nhỏ nhỏ xíu thiêu đó là cái phần nút home. Ngoài cái việc cái đường viền ở bên ngoài thì mình thấy là cái thiết kế của nó cũng thay đổi luôn. Các bạn có thể thấy là ở Galaxy S6s ấy, hình gì nha, hình chữ nhật, nhưng mà nó bo cong hai cái cạnh này, nó bo tròn lại luôn. Nhưng mà ở Galaxy S7s ấy, thì nó chỉ bo cong những cái góc của nó mà thôi, cho nên là hai cái cạnh hai bên của nút home ấy nó thẳng thớm hơn so với lại trên Galaxy S6s. Đấy, một chút khác biệt nhỏ như vậy nữa thôi. Như vậy tóm lại về mặt thiết kế thì tương tự như là Galaxy S7 với lại S6 thì trên Galaxy S7s Samsung họ đã hoàn thiện hơn rất là nhiều, hoàn thiện tất cả các chi tiết mang đến cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm tốt hơn và trong chiếc máy bóng bẩy hơn, sang trọng hơn. Tuy nhiên thì lần này chúng ta có thêm một cái quan điểm nữa, đó là bởi vì ở trên Galaxy S7s lẫn Galaxy S7 luôn, họ làm mềm mại hơn để chúng ta cầm nắm thoải mái hơn này, rồi họ làm nó bóng bẩy hơn để nó lấp lánh sang trọng hơn, thì kết quả là hai cái chiếc siêu phẩm mới này trông nó bánh bèo hơn so với lại tiền nhiệm. Còn các bạn có những cái quan điểm như thế nào nữa thì mời các bạn để lại comment chia sẻ ngay bên dưới nhé. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.